Sư chỉ giúp con cách nào để bản thân mình bớt nóng tính. Nó có nhiều cách. Sư đề nghị đó là khi mà sư nói đó thì quý vị nên ghi chép lại. Chứ còn khi mà quý vị không ghi chép lại đó, quý vị nghe cho đã rồi quý vị quên, hoặc là quý vị không có làm, nó cũng vậy. Ê. Nó có nhiều cách. Thứ nhất ấy, là nên thực hành các cái đề mục từ tâm. Bản thân sư thì sư cũng nóng, sư cũng nóng, nhưng mà có thực hành ấy, thì nó bớt rất là nhiều. Và mỗi khi mà mình cái tâm mình nó nóng nảy đó thì mình phát hiện ra nó và dùng cái từ tâm ấy để giải quyết. Có nhiều cái quý vị không có ngờ, đó là mình mở miệng ra mình nói, và mình nói bằng cái sự nóng tánh, mà nói theo cái kiểu chuyên môn là mình nói bằng tâm sân, mình không biết. Có nhiều cách cư xử mà mình cư xử bằng tâm sân mà mình không biết. Mà trước khi mình nói, trước khi mình cư xử, mình phát hiện ra cái tâm sân ấy, mà mình có khả năng mình dùng cái tâm từ để mình chuyển hóa, mình thay đổi nó. Mình thay đổi từ cái chuyện mình nói bằng tâm sân, nó chuyển qua mình nói bằng tâm từ. Tự nhiên cái lời nói của mình nó sẽ khác, cái cách nói mình nó sẽ khác, cái âm điệu nói của mình nó sẽ khác, và cái đối phương ấy người ta sẽ cảm nhận được cái tâm từ của mình và người ta sẽ cư xử khác. Chứ còn khi mình nói chuyện bằng tâm sân, mình cư xử bằng tâm sân, thì mình chỉ đem lại những kết quả đối nghịch thôi. Đấy. Rồi cái thứ hai là nên quán xét cái sự tai hại của nó. Tức là gì? Mình hiểu được cái sự nguy hại. Nhớ giùm. Bất kỳ một cái hành động nào, bất kỳ một cái lời nói nào mà nó xuất phát từ tâm sân, nó đều sẽ dẫn đến ác nghiệp. Thành ra đó, có nhiều trường hợp á, mà chúng ta giải quyết cái tâm sân của mình nó quan trọng hơn là mình giải quyết cái vấn đề. Tức là sao? Khi gặp một cái vấn đề nào đó ha, mà mình giải quyết nó bằng tâm sân, thì nhớ giùm, mình chỉ đem lại ác nghiệp thôi. Chỉ đem lại ác nghiệp thôi. Mình sẽ mất tài sản, mình sẽ mất bạn bè, mình sẽ mất quyến thuộc, mình sẽ mất công việc, thậm chí mình sẽ mất mạng vì cái tâm sân của mình. Trước khi làm việc gì, trước khi nói cái gì, suy nghĩ đến cái sự tai hại của nó. Có rất nhiều những gia đình mà chỉ cần ấy, chồng nóng thì vợ bất lời, cơm sôi nhỏ lửa mấy đời nào khê. Không, anh nói chuyện của anh, tôi nói chuyện của tôi. Đấy, thí dụ như nhịn một lần họ làm tới, nhịn hai lần họ làm tới, rồi lần này đó quyết làm cho ra lẻ, làm cho nó tới nơi tới chốn là toang luôn, toang luôn một gia đình. Đấy, đừng quyết định cái gì trong cơn nóng giận, đừng nói cái gì, đừng làm cái gì trong cơn nóng giận. Phải biết suy nghĩ cái hậu quả của nó. Rất nhiều gia đình đổ vỡ bởi vì mình nói những cái không nên nói.
mình làm những cái không nên làm mà sau khi cái cơn giận nó nguôi rồi đó mình hối hận không kịp. Phải kiểm soát cơn nóng giận mình lại. Nghĩ tới cái hậu quả của nó trước khi mình nói, trước khi mình làm. Rồi nhớ giùm, khi mà mình giữ cái cơn nóng giận như vậy là mình đang mở cửa đi địa ngục. Làm ơn, làm phước, cứu cái mạng mình trước. Có rất nhiều người khi mà họ nóng, họ giận lên, họ tức cái, họ trụy tim, họ chết. Trường hợp này nó nhiều hay ít? Rất là nhiều. Những trường hợp họ tức giận, trụy tim chết rất là nhiều. Mà sư cảnh báo trước là khi quý vị chết trong cái sự tức giận như vậy đó, cửa địa ngục mở ra. Không cần biết làm phước nhiều ít, đang nóng giận, tức giận, trụy tim chết, cửa địa ngục mở ra. Thành ra khi phát hiện bản thân mình nóng giận thì phản ứng của mình là tự cứu mình trước, giải quyết cơn nóng giận mình trước. Nghe nó báo bà vợ bà cấm sừng mình, ông chồng ổng đi với bồ nhí, trước khi kịp phản ứng giải quyết cái sân mình trước, giải quyết giùm cái sân mình trước. Còn không giải quyết được, mình cứ đưa ra lời nói hay hành động gì mình đều chết hết. Nhất là phụ nữ á, đàn ông thì hình như bây giờ đàn ông phụ nữ thì ai cũng không có ai muốn xấu, đúng không? Không có ai muốn xấu, ai cũng muốn đẹp hết. Có nhiều vị đó nói như thế này là những cái nhà sư á, khi mà đi tu thì đổi tướng, mà sư thấy hình như nó cũng đúng. Cái sư hồi trước, trước khi xuất gia đó, cái đầu sư mà cạo á, có đầu sư cạo á, thậm chí thằng chủ á, nó nói là thôi đừng có cạo đầu, đừng có cắt ngắn, đừng có cạo đầu. Tại sao vậy? Nhìn nó cô hồn lắm. Mà bây giờ quý vị nhìn cái mặt sư nó có cô hồn không? Cô hồn cắt đảng đấy. Tu nó đổi tướng. Một trong những cái mà sư nghĩ là có thể đó là bớt sân. Và theo nghiệp và quả của nghiệp ấy, sân nó sẽ khiến cho mình dung mạo nó xấu xí. Thành ra mỗi lần nếu mà mình sợ xấu á, hay nếu sợ xấu á, tụng giùm sư câu này: giận là xấu, giận là xấu, giận là xấu, giận là xấu, giận là xấu. Mình chỉ lo nhan sắc mình thôi. Lo nhan sắc mình thôi. Giận là xấu. Bớt giận, không có giận, không có giận, không có giận. Tôi không muốn xấu, tôi muốn đẹp, tôi không muốn, cho nên tôi không có giận. Đấy. Người ta muốn đẹp ấy, người ta phải tiêm cái này tiêm cái kia, người ta phải cắt cái này, ta cắt cái kia. Mình chỉ cần tiêm cái sự không nóng giận và cắt đi cái sự nóng giận. Tự nhiên quý vị đẹp, tin tôi đi, tự nhiên quý vị đẹp. Đời này chưa kịp đẹp do mình nóng nhiều quá, đời sau sẽ được đẹp. Rồi một cái vấn đề nữa đó là phải biết giữ gìn vệ sinh cơ thể của mình và cái môi trường của mình. Riêng cái người hay nóng giận ấy, nên tắm mỗi ngày để cho cơ thể của mình nó thoải mái. Cơ thể nó thoải mái, mặc đồ nó sạch sẽ, nó gọn gàng, nó đàng hoàng, nó thoải mái cơ thể thì nó cũng bớt nóng giận. Rồi nhà cửa thì nên sạch sẽ, gọn gàng, trang trí rồi cho nó đẹp, cho nó thơm phức gì đó, thì mình sẽ có cái môi trường nó phù hợp thì mình đỡ nóng giận.
Rồi nên gần gũi những cái người mà dễ thương, tức là những cái người mà không có nóng giận, ít nóng giận, ít giận hờn. Cái người nào á mà cái sân của họ ít ấy, thì quý vị nên gần gũi, gần gũi mấy người dễ thương. Còn mấy cái người mà cà chớn, mấy cái thứ mà thô lỗ á, thì tránh đi, ít tiếp xúc với những người đó. Nói kiểu mà dễ hiểu là mấy cái thứ mà hay làm cho mình bực ấy thì tránh đi. Đã biết là ghét, gặp là có chuyện thì đừng có gặp nữa. Có nhiều người cứ thích gặp để mà chửi nhau để làm cái gì. Cái chỗ nào, cái người nào mà nó làm cho mình khó chịu, bực bội thì tránh đi. Đó, rồi gần gũi mấy cái người mà dễ thương, dễ mến á, thì như vậy nó quý vị sẽ đỡ nhiều lắm. Thì đó là những cái phương pháp mà những người mà nóng tính thô lỗ đó có thể thực hành, nó sẽ giúp cho quý vị rất là nhiều ha. Rồi.